Hello, xin chào mọi người, mình là Jenny đến từ Cơ Sở 8. Và trong video ngày hôm nay thì mình sẽ chia sẻ với mọi người những cách mà chúng ta có thể kiếm được lợi nhuận từ thị trường crypto. Và bây giờ thì hãy cùng mình bắt đầu video nhé. Một lưu ý trước khi bắt đầu video đó là clip này thì mình nghĩ sẽ phù hợp đối với những bạn nào là nhà đầu tư tự do hơn, là những bạn mà chúng ta đang mong muốn có một cái cơ hội, một cái công việc full time hoặc là part time với một tổ chức, một công ty trong lĩnh vực crypto này. Thì mình sẽ có một cái video dành riêng cho những cái công việc mà bạn có thể làm để kiếm tiền full time hoặc là part time như một công việc chính thống của mình thôi trong thị trường, trong những cái công ty blockchain hoặc là crypto, thì mình sẽ để ra một cái video riêng ha. Video ngày hôm nay thì mình sẽ chỉ nhấn mạnh đối với những nhà đầu tư tự do, là hầu hết những người đang xem video ngày hôm nay, những cách mà chúng ta kiếm lợi nhuận trong thị trường này nhé. Thì mình sẽ chia thành 4 cách chính. Thứ nhất đó chính là trade, là giao dịch. Cái thứ hai đó là allocation, là các bạn có thể đi những cái kèo, bạn có thể tham gia những cái kèo allocation, là những vòng đầu tư sớm của dự án. Thứ ba đó là sun airdrop, và thứ tư đó là others, là những cách khác. Và video này thì mình sẽ đi qua hai cách đầu tiên, đó là trade, giao dịch và allocation nhé. Đầu tiên là về trade, là giao dịch, thì các bạn cần phải xem thời gian này, số tiền, kiến thức và cái style, cái phong cách của mình phù hợp với những kiểu trade nào sau đây. Lát nữa mình sẽ liệt kê ha. Thì các bạn cần phải lưu ý có hai thuật ngữ, đó là FA và TA. TA là Technical Analysis, là phân tích kỹ thuật, tức là các bạn sẽ dùng những đường chỉ số, những đường chỉ báo, những cái thông số phân tích kỹ thuật để các bạn dự đoán xu hướng giá. Cái thứ hai là FA, không phải là Forever Alone nhá, mà là Fundamental Analysis, là phân tích cơ bản, là các bạn sẽ dựa vào những thông tin, white paper, thông tin trên website về đội ngũ, về dự án, những cái tin tức xung quanh update với dự án để chúng ta dự đoán giá và xu hướng biến động của giá token dự án đấy. Quay trở lại với trading, giao dịch, thì các bạn có thể chia thành hai cột. Cột thứ nhất là về thời gian ha, và cột thứ hai đó là cách chơi. Jenny sẽ đi qua cột thời gian trước. Nhắc đến thời gian thì các bạn có thể chia thành những loại như sau. Thứ nhất đó là đánh scalp. Scalp tức là chúng ta đánh theo sóng ngắn 5 phút, 15 phút hoặc là 1 giờ. Và thứ hai đó là intraday. Intraday là chúng ta có thể theo dõi khung 15 phút, 1 giờ và 4 giờ. Cách thứ ba đó là swing. Swing thì thường sẽ giữ lệnh từ vài giờ, vài tuần đến vài tháng. Ba loại kể trên là scalp, intraday và swing dành cho những bạn nào mà chúng ta thiên hướng về phân tích kỹ thuật, là về TA trader nhiều hơn. Còn một loại nữa là hold, cái khái niệm hold này cho anh em cũng quen thuộc đúng không? Thì hold mình thấy thiên hướng cho những bạn nào mà chúng ta FA, tức là chúng ta phân tích cơ bản nhiều hơn. Mình sẽ phân tích về tiềm năng này, về tin tức, xu hướng xoay quanh cái dự án, cái đồng coin đấy, thì mình sẽ lựa chọn là chúng ta sẽ hold ngắn hay là hold dài. Rồi, còn một loại nữa đó là khá là đặc biệt, đó là mình cứ mua xong rồi mình để đó hold một cách gọi là vô tận luôn, các bạn không quan tâm luôn á, mua xong rồi để đó. Thì mình thấy có rất là nhiều bạn, chúng ta mua BNB hoặc là chúng ta mua FTT từ khi mà giá nó còn đang rất là thấp, xong rồi chúng ta lock out tài khoản Binance luôn, không quan tâm, và một ngày không xa chúng ta trở lại thì kiểu cảm thấy một cái cục tiền đó nó để được ít lên rất là nhiều lần. Thì đó là một loại khác, đó là mua xong vứt đấy, không quan tâm. Đó là về thời gian, và bây giờ thì mình sẽ đi qua phần thứ hai, đó là cách chơi. Thì để hiểu hơn về cách chơi, mình sẽ cho các bạn xem thử giao diện của hai sàn giao dịch mà mình yêu thích và cũng rất nổi tiếng, đó là Binance và FTX. Cách chơi sẽ chia thành hai loại chính. Loại thứ nhất là có đòn bẩy. Các bạn có thể chơi future hoặc là margin. Future tức là mua bán hợp đồng tương lai có kỳ hạn hoặc là không có kỳ hạn. Tuy nhiên thì theo mình thấy hợp đồng tương lai không có kỳ hạn thường sẽ thông dụng hơn. Nhắc đến future, margin thì không thể không nhắc đến long và short. Chúng ta cần phải hiểu long và short là gì. Ví dụ như mình sẽ mở vị thế long Bitcoin. Khi mình mở vị thế long Bitcoin, tức là mình đang mua giá Bitcoin tại thời điểm hiện tại, và mình dự đoán rằng giá của Bitcoin sẽ tăng lên trong tương lai. Từ đó, khi mà giá Bitcoin nếu như tăng thật, thì mình sẽ bán Bitcoin ở giá Bitcoin tương lai để thu về lợi nhuận. Nó sẽ ngược lại với short. Khi chúng ta mở vị thế short thì tức là chúng ta đang bán khống ở mức giá cao, và mình sẽ dự đoán giá của Bitcoin trong tương lai sẽ giảm. Khi mà giá giảm thật thì mình sẽ đi mua lại ở mức giá thấp hơn để thu về lợi nhuận. Loại thứ hai là không có đòn bẩy, hay còn gọi là spot trading. Spot trading thì khá đơn giản, cho nên các bạn hoàn toàn có thể tự giao dịch bằng cách trải nghiệm ở trên sàn Binance hoặc là FTX nha.
Khi nhắc đến trading này thì nếu mà bạn nào muốn học thêm kiến thức này, có thêm signal hoặc là kiếm thêm những kèo giao dịch thì mọi người có thể tham gia group Telegram của K68 về trading nha. Tên group là 68 Trading. Mình sẽ để cả link và cộng đồng và kênh thông báo ở bên dưới. Bạn nào mà có tài khoản Telegram và muốn học hỏi thêm chúng ta có thể join nhé. Ok, và còn một số hình thức khác mình có thể kể đến, như là các bạn có thể tham gia vào một group kín. Lúc nãy là group 68 Trading là group public, tức là ai cũng có thể tham gia được, group công khai nha và miễn phí. Còn group thứ hai được gọi là group kín, là không phải ai cũng có thể tham gia được. Bạn cần phải có một cái gọi là quen biết, các bạn quen biết thì mới tham gia được. Hoặc một số group khác họ sẽ cho những anh chị, những bạn nào mà có số dư tài khoản vượt trên bao nhiêu đáy tiền thì mới tham gia được. Hoặc là những anh chị nào mà đã đồng hành cùng với cộng đồng đấy từ rất là lâu, từ mấy năm trước thì có cơ hội ưu tiên tham gia vào nhóm kín đấy được. Hoặc là một số nữa thì họ sẽ thu phí, chẳng hạn họ sẽ thu phí là bạn cần phải đóng phí bao nhiêu tiền đấy thì bạn sẽ được tham gia vào group gọi là group kín đó các bạn. Ở trong group kín thì họ sẽ đưa ra những kèo rất là ngon, những cái signal vân vân, khả năng lợi nhuận và khả năng đánh tăng tiền thì nó sẽ cao hơn. Rồi, ok, thì còn một cách nữa là các bạn có thể gửi tài khoản cho người khác trade dùm. Cái này thì dành cho những bạn nào mà chúng ta có vốn nhưng mà chúng ta không có đủ kiến thức, hoặc là mình không có thời gian để mình nhìn chạc cả ngày chẳng hạn. Nhưng mà cách này á, gửi tài khoản cho ai đó trade dùm, tất nhiên rồi mình phải kiểu rất là cẩn thận đúng không? Mình cần phải check người đó profile như thế nào, uy tín như thế nào và mối quan hệ của mình với người đó ra sao thì mình mới dám gửi một số tiền và tài khoản mật khẩu của mình đưa cho người đấy trade dùm đúng không các bạn? Đó, cho nên cái phần này các bạn cần phải hết sức chú ý, không thôi là sẽ bị lừa đảo nha. Về nếu như mà mình được gửi tài khoản cho một người khác trade giùm mình á thì sẽ có phần phí, nếu như mà lời thì sẽ ăn chia như thế nào đấy, là 50-50 phần lời hoặc là 70-30 tùy các bạn deal. Còn nếu như lỗ thì sẽ có hai trường hợp, một là không lấy phí luôn, hai là sẽ chịu lỗ 50-50 hoặc là chia tỷ lệ như thế nào đấy, thì sẽ tùy thuộc vào các bạn deal với người ta. Tuy nhiên là phải check uy tín người đó thật là kỹ nha. Còn một khái niệm nữa đó là bot trading. Không biết là có bạn nào đã nghe qua khái niệm bot trading này chưa ta? Thì bot trading tức là chúng ta tạo ra, chúng ta code ra một con bot. Và con bot này mình sẽ set cho nó, mình sẽ đặt cho nó những cái luật, những cái rule. Ví dụ như là RSI lớn hơn 0 thì sẽ làm gì, hay là lớn hơn 70 thì sẽ làm gì chẳng hạn. Đó, thì sau khi mà có những cái tín hiệu từ giá, con bot này nó sẽ nghe theo những cái luật của mình đã đặt ra từ trước các bạn, thì nó sẽ xem giá chạy như thế nào, có khớp với đúng những cái luật đó hay không, và nó sẽ chạy theo, nó tự giao dịch y chang những cái luật mà mình đã đặt ra cho nó. Đó, thì được gọi là bot trading ha. Mình thấy bot trading này cũng khá là phổ biến ấy. Mình thấy rất là nhiều người xài con bot này. Thì nếu như mà các bạn không có đủ khả năng IT, đủ khả năng technical để các bạn code, tự code ra một con bot, thì mình thấy có rất nhiều bên họ nhận dịch vụ là code dùm hoặc là cho thuê bot vân vân. Thì mình thấy dịch vụ bot trading service này nó cũng khá là phổ biến. Trong mảng trading này thì có một chương trình mà mình thấy mang lại passive income, tức là những cái lợi nhuận thụ động, kiểu mình không cần phải làm gì hết nhưng mà vẫn có tiền về tài khoản mỗi ngày ấy các bạn. Mình thấy chương trình đó được gọi là affiliate program. Affiliate program này hiểu đơn giản là người ta đăng ký dưới link giới thiệu của mình thì mình sẽ được nhận phần trăm hoa hồng, kiểu như thế. Cho nên là các bạn thấy những cái cộng đồng hay là những KOL, những influencer họ tham gia chương trình này của các sàn giao dịch rất nhiều. Binance, Huobi, FTX, Ascendex, mình thấy sàn nào cũng có chương trình này hết. Nếu như mà bạn có đủ lượng follower rồi lượng gọi là network tốt thì mình thấy tham gia chương trình này xong rồi nhận passive income về cũng khá là có lợi, và không ít đâu nha, mình thấy cũng khá khá đó. Rồi thì chương trình này mình thấy đơn giản thôi, tức là khi các bạn đăng ký vào tài khoản Binance chẳng hạn, các bạn sẽ được có một cái code, cái ref code hoặc là một cái link link đăng ký của riêng mình, là chỉ có một mình có cái link đấy thôi. Khi các bạn chia sẻ cái code này hoặc là cái link này cho một người khác, một người bạn khác họ cũng đăng ký vào và họ giao dịch trên Binance thì bạn sẽ được hưởng phần trăm tùy theo cái khối lượng giao dịch của cái người bạn đó. Nó không dễ hiểu như vậy thôi ha. Thì những cái chương trình này các bạn hoàn toàn có thể xem trên những sàn giao dịch, mình thấy họ kiểu quảng cáo khá là nhiều. Ví dụ như là họ sẽ có những cái hình thức là khối lượng giao dịch trên bao nhiêu tiền, hoặc là các bạn thực hiện nhiệm vụ trong vòng 7 ngày, các bạn thực hiện những cái điền form vân vân thì mình có thể tham gia vào chương trình này rồi. Các bạn thử tìm hiểu xem nhé. Ok, thì bây giờ thì mình sẽ nói về một mảng khác mà chúng ta có thể kiếm lợi nhuận, thậm chí là siêu lợi nhuận trong crypto các bạn. Rất là nhiều bạn hỏi mình về câu hỏi này nha, thì bây giờ mình sẽ trả lời luôn cho các bạn. Đó là về allocation. Thì allocation là gì? Allocation cho những bạn mới ha, đó là cách mà dự án sẽ phân bổ nguồn vốn, phân bổ token ra cho những đối tượng khác nhau. Các bạn cho dễ hiểu, các bạn cứ thử tưởng tượng bạn là chủ một dự án,
bạn là chủ một dự án nhé. Xong rồi bạn sẽ có đội ngũ xây dựng nên, bạn sẽ khởi nghiệp nên một cái dự án nào đó về crypto, đúng không? Thì nếu như mà bạn là một người gọi là không đủ nguồn vốn về tài chính, bạn chỉ có ý tưởng thôi, thì bạn cần phải đi gọi vốn. Bạn cần phải đi gọi vốn từ những nhà đầu tư, những quỹ, những nhà đầu tư thiên thần, vân vân. Rồi, sau khi mà bạn gọi vốn xong, đến giai đoạn các bạn xây dựng sản phẩm và các bạn cho ra mắt sản phẩm ra thị trường, thì các bạn cần gì? Các bạn cần những cộng đồng, đúng không? Bạn cần chạy marketing, bạn cần sự support từ các bên báo chí, vân 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 vân. Các bạn cần KOL và những người ảnh hưởng, những người nổi tiếng để gọi là hỗ trợ và quảng cáo cho dự án của bạn, đúng không? Thì đấy là những cái nguồn vốn token mà chúng ta sẽ phân bổ ra cho những đối tượng khác nhau để làm sao? Để phát triển và xây dựng nên cái dự án của mình. Thì đấy, những dự án crypto họ cũng sẽ đi theo những mô hình như thế, thông thường là sẽ đi theo những mô hình như thế. Rồi mình sẽ lấy ví dụ cho các bạn dễ hiểu về dự án Coin98 nhé. Đây, dự án Coin98 thì các bạn có thể thấy vòng hạt giống của họ là những người mà đầu tư sớm thì sẽ được mua với giá là 0.025 một token. Những người mà đến sau khi mà vòng hạt giống đã đóng rồi thì chúng ta sẽ có vòng public sale ở trên Binance Launchpad hoặc là vòng cho đối tác chiến lược với giá là 0.075. Thì các bạn có thể thấy rất rõ ràng đó là vòng gọi vốn sau giá nó sẽ cao hơn những vòng trước. Thì rất đơn giản rồi, bởi vì những người mà đến sớm, những người mà tin vào dự án khi mà dự án vẫn còn chưa hoàn thiện, tất nhiên họ sẽ có quyền lợi ích, đó là họ mua token với giá thấp hơn thôi, và cái valuation của dự án lúc đấy nó cũng sẽ thấp hơn. Đấy là điều rất là tất nhiên và dễ hiểu. Ok, thì ở đây nếu như mà bạn có cơ hội được mua allocation các bạn, thì các bạn sẽ được mua token đấy với giá thấp hơn. Ví dụ nhá, mình lấy ví dụ các bạn có quyền mua với giá 0.075 này. Sau khi mà Coin98 lên sàn Binance, giá của nó lúc đấy đang là khoảng 1 đến 3 đô các bạn. Mình nhớ không, khoảng 1 đô hoặc là 3 đô. Và đỉnh điểm giá cao nhất của nó là khoảng rơi vào 6 đô, 5-6 đô gì đấy. Thì mình mua với giá 0.075 mà mình bán với giá là 3 đô, 5 đô hoặc là 6 đô, thì các bạn thấy cái phần lời của mình nó rất là lớn, đúng không các bạn? Ít bao nhiêu lần luôn. Nhưng còn một cái rất quan trọng, đó là mình phải xem cái token release schedule như là hình trên. Bởi vì các bạn đầu tư vào vòng sớm, các bạn có quyền mua giá token với giá thấp. Thì tất nhiên một điều hiển nhiên là khi các bạn có token, các bạn sẽ bán ra, đúng không? Và để ngăn chặn cho cái tình trạng là bán xả ra hàng loạt khiến giá token đi xuống, thì mỗi dự án nó sẽ có một cái lịch gọi là lịch trả token khác nhau. Đó, cho nên các bạn thấy mỗi vòng là mỗi lịch khác nhau này. Ví dụ như là vòng seed thì sẽ trả token trong vòng 3 năm. One year cliff tức là trong vòng 1 năm đầu các bạn sẽ không được trả token, và sang năm thứ 2 thì sẽ trả theo từng ngày, mỗi ngày sẽ trả một ít, ví dụ như thế. Vòng đấy thì các bạn có thể thấy là mỗi vòng nó sẽ có một lịch trả token khác nhau, tránh cái tình trạng đó là trả token xong rồi các bạn sẽ đem token đi bán. Rồi, các bạn hiểu sơ sơ về cái token, lịch trả token cũng như là các vòng gọi vốn. Vậy thì câu hỏi đặt ra đó là ai sẽ là người được tham gia vào cái vòng gọi vốn này? Thì lúc nãy mình đã nói rồi là những quỹ đầu tư, đúng không? Những quỹ đầu tư tại sao họ được tham gia? Bởi vì họ có nguồn lực, nguồn nhân lực, họ sẽ hỗ trợ cho dự án về mặt nhân sự này, về mặt marketing này, về mặt gọi là advice về chiến lược này, vân vân. Và hơn một cái nữa đó là cái ticket size, tức là cái khoản đầu tư mà họ bỏ ra cho dự án rất lớn các bạn. Thường những quỹ như là Multicoin, Alameda, Kairos Ventures, khi mà đầu tư họ sẽ không đầu tư 1.000, 2.000 đô đâu, mà họ sẽ đầu tư một ticket là cả 100.000 đô, thậm chí là cả triệu đô các bạn. Đấy, thì những cái số tiền lớn như vậy nhà đầu tư cá nhân của mình làm sao mà có, đúng không? Tiếp theo nữa là ai sẽ được nhận token các bạn, ai sẽ được tham gia đầu tư? Những người mà có tầm ảnh hưởng. Tầm ảnh hưởng đây là có thể bạn đang có một cái cộng đồng gồm những người chơi crypto, gồm vài chục ngàn người, hay là bạn có một kênh YouTube 10.000, 20.000 sub, 50.000 sub, hay là bạn có một cái gọi là cái giá trị gì đấy để đóng góp cho dự án. Ví dụ như là mình sẽ viết bài cho dự án này, mình sẽ quảng cáo cho dự án như thế nào, mình sẽ giúp dự án reach được đến bao nhiêu người xem, hay là đấy, mình phải có một cái giá trị đấy, một cái giá trị gì đấy, và phải được công nhận, phải được cộng đồng công nhận, phải có một cái con số cụ thể thì dự án nó mới xem xét và nó sẽ cân nhắc cho mình có một cái khoản allocation, một cái khoản đầu tư. Đấy, cho nên là cái việc những nhà đầu tư tự do, khi mà các bạn muốn tham gia vào đầu tư, các bạn muốn có allocation, thì các bạn phải tự hỏi bản thân mình là
bản thân mình có thể đóng góp được gì cho dự án hay không, đó, mình có nổi tiếng trong giới crypto hay không, mình có nhiều followers hay không. Thông thường khi mà những nhà đầu tư cá nhân họ điền form á, tức là dự án nó sẽ cho mình một cái Google form, thì các bạn muốn tham gia vào vòng gọi là vòng mua token với giá thấp á, thì các bạn điền vào cái form đấy, điền thông tin cá nhân của mình, điền vào tại sao bạn lại muốn đầu tư vào dự án của chúng tôi, dự án của chúng tôi có những điểm đặc biệt gì thu hút bạn, bạn có hiểu dự án của chúng tôi đang làm gì hay không, và bạn có thể đóng góp được gì cho dự án của chúng tôi. Đấy, nó rất là quan trọng cái phần đấy, bạn đóng góp được gì cho hệ sinh thái hoặc là cho dự án của chúng tôi. Đấy, thì các bạn phải tự hỏi là mình có gì để mình đóng góp vào. Rồi, thêm một cái câu hỏi nữa, vậy thì đối với những kiểu người rất là bình thường thôi, họ có thể tham gia vào allocation hay không? Thì câu trả lời đó là có. Bằng cách nào các bạn? Thì mọi người có thể mọi người có thể tham khảo những cách sau đây mà mình liệt kê ra nhé. Cách thứ nhất đó là các bạn sẽ gọi là làm việc trong một cái tổ chức, ví dụ như là quỹ này, hay là công ty, hay là một cái tổ chức nào đấy mà tổ chức đấy khi mà họ deal với dự án, họ có allocation, thì thông thường họ sẽ chia cho nhân viên, ví dụ như chia cho mỗi nhân viên $100, $200 allocation, thì đấy là cũng là một cách mà các bạn có thể tham gia vào vòng private. Cách thứ hai đó là các bạn là một thành viên gọi là tích cực năng nổ trong dự án. Đó, các bạn cứ để ý là những cái kênh social media, tức là những kênh mạng xã hội của dự án như là Telegram, Discord, Twitter, v.v. nó sẽ thường xuyên tổ chức ra những cái cuộc thi gọi là luật như thế nào, thì mình gọi là rất là nhiều luật, mình không thể kể hết ở đây được. Các bạn cứ vào các bạn xem, nó có điển hình như là cuộc thi những người support sớm, những người mà vào group sớm, nó sẽ airdrop ngẫu nhiên, nó sẽ tặng ngẫu nhiên 1.000 người vào group Telegram của họ sớm, ví dụ $100 token hoặc là $50 token gì đấy, hay là bạn tham gia trả lời những câu hỏi liên quan đến dự án, bạn là người chat nhiều, bạn là người năng nổ trong cộng đồng, nó cũng sẽ trả token cho các bạn, thưởng token cho các bạn. Cách thứ ba nữa là các bạn có thể tìm những cái gọi là pool. Thì những cái pool này là những cái cá nhân hoặc là những cái tổ chức, họ sẽ đi họ sẽ đi deal, họ sẽ đi gọi là hỗ trợ dự án, và họ lấy về một cái nguồn allocation, ví dụ như là $100,000 allocation nhá. Xong rồi họ sẽ gọi là chia cho những người ở trong pool đấy. Ví dụ như mỗi người trong pool $100, $200, $500, $1,000, $2,000, tùy vào cái ticket size. Thì các bạn có thể kiếm những cái pool, mình thấy pool này cũng không khó kiếm đâu, các bạn cứ tìm thì sẽ ra, họ sẽ chia allocation, nhưng mà với điều kiện đó là bạn phải chấp nhận rủi ro. Ví dụ như là dự án đấy có thể là không launching trong thời gian sớm, hoặc là dự án nó có thể là scam, thì các bạn phải chấp nhận rủi ro. Và cái thứ hai nữa đó là phải có phí, bởi vì người ta đi deal cho bạn mà, thì khi mà người ta thu tiền của bạn allocation thì người ta phải có phí, đúng không? Phí trung gian thường là mình thấy khoảng 5%, 10% hoặc 15% cũng có. Nhưng mà cũng có một rủi ro khi mà các bạn đi pool như vậy là có thể bị refund lại. Refund lại tức là sao? Cái này thì trong giới crypto các bạn quá hiểu đúng không? Bị refund lại tức là dự án đấy họ có một cái trục trặc gì đấy với người với cái người chủ pool á, thì họ sẽ hoàn cái tiền lại cho người chủ pool, và chủ pool sẽ hoàn tiền lại cho những nhà đầu tư, đó là mình, thì đấy có khả năng bị refund các bạn. Đấy, nói sâu hơn về vụ refund thì chắc là mình sẽ không nói đâu, các bạn cứ trải nghiệm đi rồi các bạn tìm hiểu thêm nhé. Rồi cái cách tiếp theo đó là bạn có thể làm freelancer cho dự án nha, là mình là dự án sẽ tìm những người gọi là dịch này, mình biết tiếng Việt đúng không, mình biết tiếng Anh và tiếng Việt, thì mình có thể dịch từ tiếng Anh qua tiếng Việt cho dự án tại cộng đồng Việt Nam, hoặc là mình có thể xin viết bài cho dự án nếu mà mình giỏi tiếng Anh viết lách, hoặc là mình có thể làm design cho dự án. Thường dự án họ đi tìm designer ở nước ngoài rất là nhiều các bạn, Việt Nam, bởi vì thực sự là chi phí mà để thuê một người designer Việt Nam so với ví dụ như Mỹ hay những nước khác thì cái lương nó cũng rẻ hơn nhiều á, cho nên là họ thường đi tìm kiếm ở những nước khác những cái freelancer. Thì bạn có thể cộng tác với tư cách là freelancer cho dự án để bạn có cơ hội tham gia vào cái allocation của dự án đấy. Đó, thì có rất là nhiều cách khác nhau các bạn có thể tham khảo, tuy nhiên thì những cách này có thể đi kèm rủi ro nha, bởi vì một số cách bạn sẽ không phải là người chủ SAFT. SAFT ở đây là cái hợp đồng á, cái hợp đồng chứng minh là bạn có cái nguồn allocation á, thì thường là bạn sẽ không phải là cái chủ SAFT đấy, cho nên khả năng bạn bị lừa đảo, bạn bị refund, bạn bị scam khá là nhiều. Cho nên mình nghĩ tốt nhất nếu như mà các bạn muốn có cơ hội tham gia vào allocation thì các bạn nên tham gia người quen giới thiệu, hoặc là người quen gọi là chia sẻ cho mình phần allocation thì mình có thể đầu tư. Với cái thứ hai nữa là các bạn nên là người chủ SAFT, là có cái giấy chứng nhận giữa bạn và dự án, là bạn
gọi là sở hữu cái allocation đấy thì các bạn nên tham gia vào vậy nhá. Không nhớ là tránh trường hợp lừa đảo và scam nha. Ok, vậy thì video ngày hôm nay mình đã đi qua hai mảng đầu tiên. Mảng thứ nhất đó là trade, giao dịch. Mảng thứ hai đó là allocation, là được đầu tư dự án với những vòng gọi vốn sớm. Thì mọi người có thể tạo ra lợi nhuận bằng hai cách này. Còn hai cách tiếp theo đó là về Sunny Airdrop và những others, những cách khác mình sẽ để trong video ngày hôm sau. Bởi vì video ngày hôm nay cũng khá là dài rồi cho nên mình sẽ kết thúc tại đây. Ok, cảm ơn các bạn đã xem hết video. Nếu mà các bạn có bất kỳ câu hỏi gì liên quan thì xin hãy comment ở bên dưới, cũng như là có những góp ý nào đó cho mình hoặc là cho kênh YouTube của Con68 để chúng ta cùng phát triển hơn, đúng không nào? Ok, cảm ơn các bạn nhiều nha, và hy vọng các bạn để lại cho mình một like, một subscribe cho Con68 TV, cũng như là hãy chia sẻ video clip này đến cho những bạn nào chúng ta quan tâm đến thị trường crypto, chúng ta muốn kiếm lợi nhuận trong thị trường này nhé. Ok, thank you so much for watching and see you in the next video. Bye!